Tuyển Thái Lan, Malaysia đồng loạt thi đấu, gây áp lực lớn cho tuyển Việt Nam. Rất có thể sau trận gặp Lebanon, tuyển Thái Lan lại gia tăng cách biệt với tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Theo Siamport, tuyển Thái Lan xác nhận sẽ thi đấu giao hữu gặp Lebanon trong dịp FIFA Days tháng 11 năm 2024, đồng thời tìm một đối thủ khác sau khi tuyển German thông báo rút lui. Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FAT, thông báo rằng trận gặp Lebanon sẽ diễn ra ngày 14 tháng 11 và trận thứ hai, với đối thủ chưa được xác định, sẽ diễn ra ngày 17 tháng 11. Hiện FAT đang khẩn trương tìm kiếm một quân xanh chất lượng để đảm bảo tuyển Thái Lan đá đủ 2 trận nữa trước khi chính thức bước vào AFF Cup. Khởi tranh từ ngày 8 tháng 12 tới. Lebanon không phải đội quá mạnh ở châu Á, có thể coi là đối thủ vừa sức với tuyển Thái Lan. Với lợi thế được chơi trên sân nhà, Gậy Voi Chiến Y hoàn toàn đủ cơ sở để giành chiến thắng. Trong trường hợp thắng Lebanon và giành kết quả tốt ở trận đấu sau đó, chắc chắn tuyển Thái Lan sẽ lại thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA, tiếp tục bỏ xa tuyển Việt Nam. Đội bóng xứ Chùa Vàng vừa thắng cả 2 trận ở King Cup trước Philippines và Syria, nên tăng tới 4 bậc, hiện đứng hạng 96 FIFA theo Football Ranking, hơn tuyển Việt Nam, vừa tụt 3 bậc xuống hạng 119, tới 23 bậc. Rất có thể cách biệt giữa hai đội sẽ tiếp tục được nới rộng trong tháng 11 tới. Tuyển Thái Lan đang có sự chuẩn bị cho AFF Cup tốt hơn so với tuyển Việt Nam. Ngoài Thái Lan, nhiều đội tuyển khác ở Đông Nam Á cũng sẽ thi đấu trong tháng 11. Tuyển Malaysia sẽ đá giao hữu gặp Ấn Độ vào ngày 19 tháng 11. Trong khi đó, đối thủ cùng bảng với tuyển Việt Nam ở AFF Cup là Myanmar cũng sẽ có trận gặp Singapore ngày 15 tháng 11. Tương tự là Philippines với trận gặp Hồng Kông, Trung Quốc, ngày 14 tháng 11. Đội bóng lớn còn lại là Indonesia thậm chí còn đá 2 trận thuộc vòng loại World Cup gặp Nhật Bản và Saudi Arabia trên sân nhà. Ngược lại với những đội này thì tuyển Việt Nam dự kiến sẽ không thi đấu vào dịp FIFA Days tháng 11 tới. Điều này khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sip có thể gặp nhiều bất lợi. Trong khi các đối thủ vừa có cơ hội cải thiện thứ hạng FIFA, đồng thời rèn giũa chuẩn bị cho AFF Cup thì tuyển Việt Nam lại không thể có thêm những cuộc chạy đà cần thiết. Malaysia và nhiều đội khác ở Đông Nam Á đều thi đấu trong tháng 11, trong khi tuyển Việt Nam thì không. Có vẻ như nhiều đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines vẫn đang có sự chuẩn bị tốt hơn so với tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup. Điều này khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sip đối diện với những khó khăn rất lớn ở giải đấu sắp tới. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.